Chơi Việt Tinh Hoa phát sóng lúc 11 giờ 15 phút thứ Bảy ngày 10 tháng 6 năm 2023 trên TTV11. Mời quý vị khán giả vào bếp Chơi Việt Tinh Hoa và trải nghiệm thực hiện gọi tiếng vua cùng Kiều Tiên và đầu bếp Trúc Phương đến từ nhà hàng Sâm Bà Đen. Với nguyên liệu chính là sâm bố chín, hàm lượng dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe người dùng. Chỉ 3 bước đơn giản, công thức chế biến nhanh gọn bằng sự kết hợp của các loại rau củ quả, quý vị sẽ có ngay món gọi tiếng vua cho bữa ăn gia đình. Lưu ý nhỏ dành cho quý vị khán giả khi thực hiện món ăn này, đó chính là lựa chọn các loại rau củ quả tươi mới giúp món ăn thêm ngon. Trong tập phát sóng này, chúng ta cùng đồng hành với Kiều Tiên đến siêu thị để đảm bảo chọn được nguyên liệu đúng như ý nhé. Đón xem chương trình Chơi Việt Tinh Hoa phát sóng lúc 11 giờ 15 phút thứ Bảy ngày 10 tháng 6 năm 2023 trên TTV11, YouTube Truyền hình Tây Ninh Giải trí, website tayninh.tv. Đài phát thanh truyền hình Tây Ninh, thông tin đa dạng, bản của mọi nhà.